Chào các bạn. TV thịt chó luộc. Mấy ông bạn thợ mình trên TV mình bảo thế, nhưng nó là T T C L nha. Thương hiệu Trung Quốc. Nhưng mà ok vết đấy các bạn ạ. Đấy, lỗi chỉ khách hàng thì bảo ấy là đang chạy thì tự nhiên đang nghe tiếng nói đang chạy thì sập mất chả gì nữa cả. Và cái đèn này nó cứ nhấp nháy thì các bạn đúng là nó đang nhấp nháy thật rồi này. Thì bật không tác dụng gì nữa cả nha. Mình đang nghi là phần nguồn đang lỗi nên nó cứ chập chập này, cứ nhấp nháy này. Không biết mọi người có xem được cái nhấp nháy không nhỉ? Đây nha, mình cố gắng zoom lại đến cái chỗ đấy nhá. Nó sáng quá mọi người. Đây này, nó cứ nhấp nháy này các bạn. Rung rung đấy các bạn. Mình chả biết mình có nhìn được không bởi vì nó bóng quá, hôm nay nắng to quá ạ. Thôi bây giờ mình rút điện ra nhé, không là hỏng nặng hơn. Để mình tháo vào xem có sửa được cho chị không nhá. Và sửa được thì mình hay nói là sửa được có thu nhập, còn không sửa được thì chả có thu nhập nha. Model này L40S62 nha. Này tem này đã bị kiên phá nhá các bạn ạ. Quá nhiều ốc còn các bạn ạ. Hết rồi đấy. Đấy, nó nằm đây này mọi người này. Chưa biết là lỗi gì đâu. Ôi, có cả bo wifi này, như vậy là có cả mạng nhé mọi người nhá. Bây giờ cứ phải tháo cái này lại nhỉ, phải tháo cái này lại để còn biết được nó như nào chứ các bạn. Các bạn chờ mình chứ. Mình để sang bàn bên này cho mọi người nhìn cho rõ nhá. Và chúng ta sẽ thấy ánh nắng nó chói cả vào cửa nhà mình rồi, cả vào trong nhà mình rồi này các bạn ạ. Buổi chiều mà nhá. Đây là cái đèn hiển thị đây nhá, mình ghim điện đo đạc qua cái đang nghi ngờ đang bị chạm vào đâu đó nên khối nguồn nó cứ ngắt ngắt nên nó bị như thế. Chứ nó lỗi chip thì thôi bó tay, mình ghim điện nhá. Đó, chúng ta sẽ nhìn cái đèn đèn này, nó cứ chớp chớp này đây nhá, nó cứ chớp chớp ấy, kiểu như là không ổn định ấy. Thì đo nguồn nhá, lấy mát ở trận ổ anten này thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn là 12V ở đây này. 12V ơi, các bạn thấy nó nháy không nhá, nháy nháy đây nhá mọi người nhá. Còn cái nguồn này thì chắc là cho driver led 81V luôn. Như vậy là nguồn đang nhấp nháy nhá mọi người nhá. Đây này, lấy cái đồng hồ này thì mọi người sẽ xem được cái sự nhấp nháy mạnh hơn này. Đồng hồ đo kia nó vẫn có độ trễ mà, độ cân bằng mà. Đấy, nhịp 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 nhá. Ban của nó như thế nhá. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nhịp nhịp ở đâu, mình đang nghi ngờ đang chập ở đâu đó nó xảy ra như vậy thế nhá. Họ bảo là đang dùng thì nó đang nghe tiếng nói, chắc là lúc đấy họ đang không nhìn, họ đang làm việc gì đấy thì mất tiếng. Nên bật thì chỉ màn hình nó chỉ nháy nháy thôi các bạn nhá. Cái tivi này thì bộ nguồn xung này nó chỉ tạo ra hai mức nguồn, một mức nguồn là 12V cấp cho toàn phần điều khiển và một mức nguồn nữa là như rất là cao đấy cho phần driver led. Do đó là bây giờ mình đang sẽ lợi dụng bộ cấp nguồn của mình để xem là bị chạm bên nào nhá, xem bị lỗi bên nào. Tức là mình sẽ dùng cấp nguồn của mình chỉnh ra 12V, mình cấp trực tiếp vào nó thì nó sẽ lên ok đấy. Nếu mà có anten nó bắt kênh thì nó vẫn có tiếng hoang hoang đấy, chẳng qua led không sáng thôi, không có acid acidic gì đâu các bạn ạ. Mình sẽ chỉnh nghe bộ cấp nguồn của mình ra là 12V nhá, 12,5 đi cho nó cao hơn một chút để chúng ta xem nó có nhấp nhả nào không nhá. Nếu mà nó bị chập ở đâu đấy thì nó sẽ dừng thì đã, nó sẽ ăn dòng cao các bạn ạ. Kẹp mắt chỗ nào bây giờ nhỉ, kẹp hộp kênh đi nhá, kẹp hộp kênh nhá. Đấy, nó chả ăn được tí dòng nào luôn, nó đang chế độ chờ nhá, đèn không nhấp nháy nữa nhá, không ăn tí dòng nào cả. Đây này cho mọi người xem này. Đó nha, bây giờ mình sẽ bật on dùng điều khiển nhá. Nó đang có cái đèn là đang ở hơi bị tối tối mà, bây giờ mình bật on này. Đó, nó nhấp nháy và nó ăn 0,4. Như vậy là con này lỗi khối nguồn thôi. Ăn 0,5 kìa. Bây giờ mình sẽ lấy anten cắm thử xem nó có tiếng nhá. Còn nha, nó ăn 0,5 0,6 kìa. Nếu mà họ đang xem anten là vẫn có tiếng bình thường ấy. Đấy, nhưng mà loa mình tháo sửa mất rồi thì làm sao mà có tiếng được. Nói tóm lại là qua cái test này thì mình biết được là bên thứ cấp ok. Bây giờ đè bên
Không, đôi khi là lỗi hồi tiếp thì sao nhá. Bây giờ mình phá van vào trong người kết quả nhá. Đấy là cách mẹo của mình khi dùng cấp nguồn này. Chúng ta thấy là trong vấn đề sửa chữa ấy, mình dùng cấp nguồn rất nhiều, tạo ra cái nguồn này, đánh ấn tắt này. Đấy, nó sẽ đèn đỏ này. Và nó về không 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 luôn, không ăn tí dòng nào nữa cả. À quên, nó về đèn 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 trắng hơi 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 mờ mờ các bạn nhá. Giả sử nó bị chập ở đâu đấy thì nó sẽ ăn dòng cao, bộ cấp nguồn nó sẽ báo chập chẳng hạn, hoặc là nó bốc khói cho nó đấy thì mình biết. Mình nghi ngờ nó chập tụ nhưng mà đích phải chập tụ rồi. Các bạn chờ mình phá van rồi cho mọi người kết quả nhá. Tháo ra như này làm cho nó dễ đỡ ghê hỏng màn hình các bạn ạ. Này, vừa trước một quá trình tháo này vừa nhận một con tivi Sony với cái lỗi là hiển thị demo và thỉnh thoảng thì nó cứ âm lượng nó cứ giảm vân vân và vân vân. Khách nói và đem cho thợ cả làng bên sửa với giá hết 50k về vẫn thế. Mình đang vệ sinh cái này, mình làm nhiều quá này. Thôi để ra đường. Bẩn lắm. Vừa ra ngoài kia đập đóng ra đấy, đây cho mọi người tham khảo cái này, thỉnh thoảng mình vẫn phải vệ sinh nhá. À này, chơi cho hai rong cao su luôn thì nó sẽ kín hơn các bạn ạ. Và khi ấy xong mình hay cho một ít dầu nhớt vào đây này, cho mỡ vào đây, nhưng mình chả có mỡ thì cho dầu nhớt thôi được là nó sẽ kín nhá. Đó, bây giờ sẽ ghi điện đo thử đo đạc nhá. À, ghi điện nhá. Nó vẫn sẽ nhấp nháy như vậy này. Đó, đó nó chạy à? Vậy chạy á? Không nhấp nháy nữa rồi. Mình vừa mới vệ sinh cái cục này xong. Buồn cười ghê. Alo. Chết rồi, khả năng con này lỗi nét rồi các bạn ạ. À. Nét chạm ra vỏ rồi. Nét chạm ra vỏ. Dẫn tới nó bị chạm tải các bạn nhá, thì nó bị như vậy. Còn bây giờ thì nó chả chạm tải nữa, bởi mình tháo hẳn ra như này mà, để tí đo thử xem có đúng không. Bà đo này nó sẽ chạy bình thường, các bạn thấy chưa? Như vậy là đang chạm nét ra tải ra vỏ rồi. Đấy, nó chỉ tụt. Ở đây nó vẫn nhấp nháy một chút đây này. Không không, ok mà các bạn. Này phải đo led rồi, như vậy là tivi chết led nhiều lắm, chắc chắn là phải led rồi. Như vậy không dễ như mình tưởng rồi, mình cứ tưởng lỗi nguồn cơ. Mình vừa vệ sinh qua cái chỗ này thôi các bạn nhé. Thì tại sao chạm led ra vỏ mà nó lại bị được như này, thì chúng ta sẽ nhìn nó sẽ thiết kế như này này. Đây nha, mình vẽ đại khái cho mọi người tham khảo đây nhé. Cái nguồn 12V ra ok nhé. Cái nguồn này ra này thì thường những cái tivi này toàn là mạch lưng áp nhé, chứ không phải hát đâu. Thì là nó có cái móc phét của phần driver này, nó sẽ đóng ngắt thì tạo ra xung ở đây. Xung đây nối tiếp với nguồn đầu vào sẽ được chỉnh như qua đốt xung này, sau đó là đi qua giải led. Rất nhiều led đấu nối tiếp nhau, sẽ đi tới cái IC driver này. Có IC driver này. Và con IC driver đấy nó sẽ mở về mát, thì như vậy là kín dòng để sáng led. Thì bây giờ là đang led đang chưa sáng và tại sao nó bị như này, thì chúng ta sẽ hiểu rằng này, nó ra đây nó có dây điện áp như vừa nãy, hình như là mình đo được là 60 mấy volt nhỉ. 60 volt này, cứ giả sử đấy nhá. Thì nó có 1, 2, 3 này. Nó có con này đang chạm vỏ nhá. Đang vị trí này đang chạm vỏ. Vỏ nó là khung sắt. Nếu mà là khung nhựa thì không sao đâu, nhưng nó là khung sắt. Vỏ nó chạm ra vỏ thì không khác gì nó đã chạm vào đây, bởi vì nó mát mà nhá. Nó chạm vào đây thì chúng ta sẽ thấy là có cái dòng chảy này. Con này, cái biến áp này sinh ra điện áp. Con này được cảm ứng ấy. Trả ra nó đi như này. Nó đi như này, về nó về mát này nhá các bạn nhá. Thì nó có sáng nét hay không? Vừa nãy nó không sáng nét, chắc là nó xích chóp chập đấy. Hoặc nó dò đây chẳng hạn. Thì dẫn tới là con IC này này, con IC bên sơ cấp này này, nó phát hiện ra bị chập tải, bị chập như thế mà, thì nó sẽ sinh ra hiện tượng là chạy ngắt, nên giờ dây nguồn nhấp nháy đây các bạn nhá. Đúng là khách đang nói là đang chạy thì mất nguồn và cứ nhấp nháy như thế. Thôi bây giờ thì đem màn hình ra để đo thôi, cái này chắc không hỏng nhá. Chán nhỉ, tưởng hỏng cái cụm này sửa cho nó sướng rồi cuối cùng lại chả hỏng. Vừa dò đo thử là không thấy nó chạm, bởi vì khả năng là cái đồng hồ này có 12V đưa ra thì không đo được các bạn ạ. Đây này, đo cái vỏ này không thấy gì cả. Nó có 4 dây ra cơ, mình đang cần biết là 4 dây là những cái dây gì. Không thấy gì cả các bạn nhé. Thì 4 dây này thì khả năng con này đang có
hai dãy led, mình để thang đo thông mạch nhá. Mình đo từ con IC boost này, con IC lưng áp, đây này. Các bạn ạ, mình đoán là con IC này, con diode thì nó sẽ ra đây này, ra dương nhá. Đấy, như vậy nó ra được dây đỏ rồi. Dây này không dùng. Như vậy là nó ra cả dây ở đây và dây đây, như vậy là dây đỏ và dây trắng là chung nhau, là một là anode của hai thanh led chẳng hạn, thì nó sẽ về hai cathode này. Hai cathode là sẽ là một dãy, nó là một dãy mà mọi người. 1 2 3 4 con thứ 4, 1 2 3 con thứ 4 này nó sẽ về đến chân IC đấy. Con IC này nó có 4 cổng mở led đấy, nhưng đang sử dụng hai cổng đó, về chân này nhá. 4 là này, 5 chân số 6. 6 đây này. Đó, như vậy nó về cơ chân này và chân này. Ok, đơn hai thai thanh, bây giờ xem nó có sáng không. Lấy test led thử. Đấy, sửa TV phải có đồ đài, đồ nghề nhá mọi người nhá. Đây, cho nó hết sáng hết cỡ đây luôn, sửa đây bị giật đấy các bạn ạ. Cái này của mình là không cách ly mà. Thì dương ra đi đỏ nhá. Để cho nó sẽ về đến đây đi. 61 là sáng không? Nó có sáng không nhỉ? Có sáng. Có, thanh này sáng ok. Tiếp theo thanh nữa nhá. Thanh nữa là thanh này này. Từ đây đến đây này. Có sáng không? Không nhìn thấy nó sáng à? À, nhìn là cũng vẫn là 60, khả năng nó sẽ sáng. Đó đấy, mọi người không nhìn được nhỉ. Ôi giời ơi, khổ thân mọi người. Thương mọi người ghê đấy các bạn. Cứ mình cứ nhìn. Đấy nhá. Mình cho dương là vào chân alốt này và đây là một thanh này. Thì nó đang ăn là 10 tăng nữa lên được, tăng dòng lên nữa này. 15 mA ở 61,2V nhá, mình đọc cho mọi người. Tiếp theo thanh bên cạnh này. Như vậy là cả hai thanh cùng sáng nhá. Cũng như thế, không khác gì cả. Bây giờ mình đo từ đây về mát xem có chập không nhá. Không chập các bạn ạ. Tiếp tục bên này. Cũng không chập. Mát xem nào, xem có chập mát về mát không. Cũng không, như vậy là không phải chập rồi. Thế thì chả lẽ mình vệ sinh nó lại chạy được à? Vô lý. Mình vệ sinh nó lại thoát được sáng ra. À, phải kiểm tra đấy các bạn nhá. Bây giờ lắp lại thử xem nó có chạy không. Mọi người ạ. Nó lên ok này các bạn này. À, chả sáng gì cả. Hay đang là chỉ cho tắt, bật ra nào. Chả thấy cái gì luôn. Nhưng mà nó không nhớt nháy nhưng mà nó chả sáng cái gì cả các bạn ạ. Ô tài nhé. Còn cái gì nữa. Bật nó nhấp nháy cái này các bạn này, các bạn này. Đấy, nó ăn dòng cái rồi nó thôi luôn. Thì bây giờ là thử tháo led ra đi. Có khi là bây giờ nó nguội nó lại tách ra rồi chẳng hạn ấy. Tháo led ra nhá. Để xem nó có liên dòng không. Liên dòng là lên cái gì? Là lên cái đồng hồ mình đang hiển thị này này. Để mình biết được là nó ăn dòng bao nhiêu này. Để biết được là nó chạy hay không này các bạn này. Để mà đo nhá. Đấy, nó cũng vẫn thế. Như vậy là khả năng hỏng khối nguồn. Các bạn ạ. Có cái là nó không ở đấy. Đo nguồn xem nào. Có cái chập tròn kiểu gì ấy nhỉ. Đo nguồn nó vẫn chập rung rung như sao này. Rung rung một ít các bạn ạ. Bật on xem nào. Đấy, nó nhả về 10 các bạn ạ. Con này vẫn lỗi không nguồn rồi. Hay rồi các bạn nhá. Không đủ tải các bạn ạ. Nó không chớp chớp như vừa nãy nữa. Và bấm thì nó lại về ấy các bạn ạ. Như vậy là con này không phải led. Ôi phải đi đón học. Đến giờ đón học rồi. Khổ thân mình cứ vừa làm vừa đi đón học. 16 giờ 15 nó ra. Nó đang ngồi đứng ở cổng trường 5 phút rồi.
chúng ta nhìn này, thực ra nó vẫn còn có một cái độ rung nhá. Chúng ta nhìn kim ấy, cái kim này này nó vẫn có độ nhớ chớp nhá các bạn ạ. Và nếu mà bật chạy thì nó còn chớp mạnh hơn, mặc dù là đang chưa có led đâu nhá. Tải nặng nhất của khối nguồn này đó là bộ led đấy. Đó, nó sụt mất luôn, các bạn thấy chưa? Tóm lại là vẫn là nguồn cuối cùng. Và đây là mình chưa phán đoán được nhá, nhưng mà có trường hợp là bị hỏng led, chập led như mình nói, nó cũng bị nhá mọi người nhá. Thôi này, bắt đầu cài khối nguồn. Mình thích nguồn bị hơn so với led, led tháo ra lằng nhằng lắm. Mình nhìn mình thấy con tụ này nó hơi căng căng, hay là vì nó như con này vẫn có tác dụng mà. Đấy, nó vẫn nhất chớp chớp như thế là nó bị nhá mọi người nhá. Nó đang không ổn định đâu nhá. Ba con tụ này đấu song song nhau này. Đấy, xả đấy. Mọi người không nhìn được nó sáng. Và cái đường nét driver này đôi khi cũng phải xả này. Nó vẫn tích đấy. À, con tụ này cảm giác như căng căng đấy. Hay là tụ chập, tụ lỗi không? Thay tụ luôn đã. Phải tính tiếp. Nó có hai con tụ song song nhau rồi. Quá khó tháo bởi vì đang nhiệt độ đang để có 360, tăng lên đi. À, như này khả năng không phải tụ lỗi đâu. Con này mình cảm giác căng căng, con kia thì không. Chắc là không phải tụ đâu các bạn ạ. Tụ cũng của Samsung chứ không phải Capson. Nói chung TCL nó hơn mấy ăn Samsung cái thứ đấy các bạn ạ. Đấy, nó làm xả ok nhá, tụ không sao đâu các bạn ạ. Đây, để mình lắp tụ lại đã. Tiền thể nó hơi căng nên thay luôn con tụ cũng 25V 470mm. Tụ này mua theo cân. Ghim điện này thì chắc là nó vẫn thế thôi nhá. Đấy, nó cứ nhấp nháy đấy nhá. Và chúng ta xem, bắt đầu mình sẽ kiểm tra phần nguồn VC cho con IC dao động ấy. Thì đây là mát nhá. Thì đây chính là 300V này. Đó. Và VC được chỉnh như con đũa này này. Nó lọc ở đây này. Chúng ta thấy nó dao động rất kinh khủng các bạn nhá. Nó dao động rất dã man luôn nhá. Rút điện. Xả điện áp nhá. Mình thấy phía dưới của mấy con điện trở vào cái quá dòng này nó hơi xỉn. Với lại là đôi khi con tủ này nó lỗi đang bị đấy các bạn ạ. Nhưng mà cứ kiểm tra đã xem thế nào. Con này đang nghi không nghi, chưa nghĩ là liên quan hồi tiếp lỗi đâu các bạn ạ. Bởi vì chế độ trời nó cũng phải ổn định chứ không thể nào mình bị như thế. Không tháo ra được thì các bạn. Các bạn chờ mình tháo bọn này ra nhé. Chặt lắm. Ây ôi, đau tay kinh. Không tháo hết vẫn để nguyên con này. Đo thử nhá. Vẫn còn tiếng tích các bạn ạ. Đó này là tháo móc kẹt ra để kiểm tra. Còn điện trở vào phải có dòng thì thế nào đã. Con này nó không chạy con IC dao động 6 chân các bạn ạ. Cái bé mình nhìn qua con IC dao động như nó 8 chân. Ba con liền cơ. Tưởng hai con rồi, hóa ra là còn quả con đây nữa. Rồi phải hút tiếp. Hút nốt.
MOSFET chạy con SVS7N65 đấy, của Silan nhé. Ôi rồi, chứng tỏ bọn Silan bây giờ sản xuất linh kiện cho máy hàn, cho cả TV này. Đấy, của Silan này, SL này nhá. 7A 650V thôi. Ồ, như vậy là đây là mấy con điện trở vào vậy có dòng. Mình nhìn cái con cụm này đen đen, mình tưởng nó gơ, nhưng đấy là bọn điện trở gì ấy, điện trở mồi hay sao ấy, dã man nhỉ các bạn nhỉ. Bọn điện trở này là bọn điện trở mồi nhá, chả biết mồi nào, nó dùng của con IC dao động khá là lạ. Đó là ND5760TG nhá. Con này mình vẫn độ được, nhưng mà mình nghĩ là IC nó không chết đâu, nhưng mà chúng ta xem này. Mình đang cần quan tâm đến cái nguồn VCC cho con IC này, cụ thể là lọc trên con tụ này này. Mọi người nhá, vừa nãy mình đo tại đầu con diode này ấy, mà nó thấy nó được con rất dao động đấy các bạn nhá. Mình đang nghi ngờ ấy, là cái quận phản hồi nguồn nuôi này không đưa về được cho nó, dẫn tới nó bị như thế chẳng hạn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Chúng ta sẽ nhìn mình đo nhá. Tôi lại lật trang lại. Ở đây là quận làm việc chính, còn đây là quận tạo ra nguồn nuôi này. Thì cái xung dương của một quận của một đầu ấy, mình đang lấy nét tự động nha các bạn, thông cảm thỉnh thoảng nó mất nét đấy. Nó được hàn qua con 2R0 này, thì 2R0 cháy thì cũng xảy ra lỗi thế nhá. Nó tới đây nó được chỉnh đi qua diode này, nó có tụ điện, có điện áp 10, điện trở 10V để dập những cái xung đỉnh cao để bảo vệ con diode này nhá. Nhưng mà mình đang nghi ngờ con diode này nó hỏng, bởi vì như đây chúng ta sẽ nhìn này, con diode đây nha, nó chỉnh lưu từ đây sang đây này nhá, lọc trên con tụ này. Mình vừa mới đo tụ là có sự lạp xả nên nó không sao. Và chúng ta sẽ nhìn này, chúng ta mình nhìn đồng hồ nhá, mình đang vặn chỉnh về 0V về 0 này nhá. Tiếp nhá, vừa có khách đến lấy quạt, một cái nóng phát, trời nắng phát mà. Chúng ta sẽ nhìn này, mình đang chỉnh đồng hồ về 0 nhá. Thì với những con diode thường này thôi, chúng ta mình đo này, AK nó sẽ ở cái khoảng 5 ohm nhá, cứ gọi là 5 ohm đây nhưng không phải chuẩn đâu, xác đâu nhá mọi người nhá. Nhưng nếu mà diode xung ấy thì nó còn thấp hơn. Đây diode xung này, có diode này đi nhá. Nó tụt xuống đấy, nó tụt xuống còn có hơn 2 thôi nhá. Con này thì là hai con song song thì khác rồi, đây này. Hai con song song thì nó cũng xuống 2 đấy. Nhưng con này chúng ta sẽ nhìn này, mình đo này. Nó nổi trở lên rất là cao. Mọi người thấy không? Nổi trở lên nó cao vãi cả ra luôn nhá. Đáng nhá, đây là con diode xung thì nó phải nội trở, nó còn phải thấp hơn những cái con diode chỉnh tần số 50Hz này nhá. Nó phải bật tương đương với những cái con diode nào nạ ở đây này, là diode xung này, nó sẽ tụ xuống tầm khoảng dưới 5 này. Nên do đó mà khả năng là con này là diode chết lão hóa nhá. Mình đang đo lại cho mọi người nhá, để tí nữa mình thay một con diode khác vào. Diode này lại lấy biết diode bếp từ lắp các bạn ạ. À, chỉnh lưu ra 18V đấy. Ở bếp từ ấy. UF4007 nhá, nó rất là cao nhá mọi người nhá, 20 nhá. Thì tóm lại là con diode này nó bị lão hóa, dẫn tới là nó không chỉnh lưu được ra nguồn ổn định nhá. Nó ngăn cách, nó không chỉnh lưu nguồn ổn định, nguồn cái nguồn phản hồi nguồn nuôi về, dẫn tới là nguồn cho con IC nó bị mất mô. Nó mất mô thì nó sẽ chạy thành bị như thế mọi người ạ. Chả hiểu ra lúc đầu thì nó chớp chớp, lúc sau nó chả chớp chớp, là mình phân vân tưởng là led lỗi cơ. Nhưng mà mình thích con này lỗi hơn là led. Mình bảo rồi, led tháo là thay lằng nhằng lắm mọi người ạ. Mất công mất việc, dù là mình cũng tháo cũng không xảy ra lỗi lầm gì đâu. Nhưng mà nó lằng nhằng, mình cũng chả có led gì đâu mà, mình lại độ led đa lăng thôi. Thế các bạn tí các bạn được xem là mình độ led đa lăng cho nó ấy. Nhưng may mắn là kiểm tra là không thế nhá. Con này mình đo đọc xem nó là con gì nào. FR107 thì có khác gì là UF4007 đâu. Đây này, bo bếp từ này. Con này ngon lắm mọi người ạ. FR107 là 1A đấy, 1000V hay sao ấy các bạn ạ. Nó là diode xung nhá. Ngoài diode thường chúng ta thay con 1N4007 vào này thì nó không chỉnh lưu đâu. Nó sẽ nóng lên và nó sẽ chết đấy các bạn. Đây nhá, bây giờ tháo nóng lên xem đo nó còn chuẩn không nhá. Đây là cái kiểu chết của linh kiện ngày nay đấy các bạn ạ. Diode xung ấy. Đây là con chết nhá. Đấy, đo nóng lên phát thì nó về được như cũ này. Mọi người thấy không? Mình vừa mới hàn nóng lên đấy. Đây là cái kiểu chết củ chuối nhá. Còn đây con này thì nó vẫn như gì thôi. À, con này hơi cao hơn này các bạn này. Kệ nó thôi nhá, con này nóng lên nó lại về zin đấy các bạn ạ. Ok đó, mình sẽ thay con này.
để con này đây, để trong chúng ta trải nghiệm nhá, khi nóng lên nó lại đo được như thế. Vừa có khách tới lấy đồ nên là mình cứ dừng lại, mình tiếp chuyện. Và mình cũng lắp hoàn thiện nó rồi và đo lạc cho chúng ta tham khảo lại nhá. Đã ghi điện và nguồn 12V đây ra. Chúng ta thấy là 12.17, không có ngọ ngoại gì nữa cả. Và bây giờ đo sẽ đo cái nguồn VC của nó nhá. Chúng ta thấy nó im của 15.46 luôn. Sau này khi có tải nặng hơn thì nó sẽ là cao hơn nhá mọi người nhá. Mọi người nhá. Qua đây chúng ta sẽ thấy là một cái kiểu chết, mà cái kiểu chết này chúng ta phải có kinh nghiệm thì chúng ta mới biết được mà nó chết. Hiện tại bây giờ nó nóng lên thì đo lại bình thường rồi, cho mình xem này, đây này. Mình vừa với ấy đấy, nhưng lắp vào bây giờ lắp vào ấy, nó có dòng chảy qua nó lại tách đấy các bạn nhá. Mình nên tại sao mình các bạn để ý ấy, nhiều trường hợp ấy mình nghi ngờ một con đấy nó chết ấy, mình không dám sờ nó. Kể cả cái con này vừa nãy mình đo ấy mà mình cũng không dám sờ, mình định tháo con này ra này. Để mình đo nó, tháo con này ra thì chưa động gì nó. Nhưng mà mình đo thấy phát hiện so với so sánh những con khác cái mình đã phát hiện ra lỗi rồi. Tóm lại là một kiểu chết ấy là chỉ có bạn những cái người người ta làm có kinh nghiệm mới biết được. Chứ nếu mà các bạn không chuyên, các bạn tháo ra các bạn đo nóng lên đo thì sống, các bạn nó chả chết, đo ngược đo xuôi nó chả sao cả. Thế nắp lại cũng đi tìm con khác. Đi tìm con khác nó không ra. Rồi nắp lại khi nó nóng lên ấy, nó lại đáp ứng được dòng. Thế là mạch nó lại chạy bình thường, nhưng mà ba bữa thì nó lại bị lại nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ thấy hỏng hóc ngày nay ấy, là đây là những cái trải nghiệm sửa chữa mà mình muốn mình vừa làm, mình đang kiếm thu nhập đây. Và sau đó là mình đã tạo những cái video này để chia sẻ, hy vọng những cái video này nó sẽ giúp ích được các bạn thợ, các bạn sẽ có cái trải nghiệm nhá. Mình đính chính cho mọi người, chắc chắn là chả có trường nào, chả có thầy nào có thể là giảng giải cho chúng ta lại là linh kiện nó chết kiểu như này đâu. Chỉ có chúng ta làm thực tế, chúng ta trải nghiệm ra chúng ta mới biết được nó chết như này. Còn bây giờ thì chờ mình lắp hoàn thiện, lắp luôn chắc chắn là được rồi. Mình đã lắp nó hoàn thiện nhá, để ngược này cho mọi người tham khảo này. Kim điện này nó nhấp nháy sao nó dừng nhá, ấn on này, đang khởi động nhá, đã lên logo, đang cắm anten rồi đấy, đó. Mình cho tiếng nó bé đi. Như vậy là mình đã xử lý ok. Và nguyên nhân của nó là chết một con diốt nha. Và cái diốt này chúng ta phải trải nghiệm sửa chữa, kinh nghiệm chúng ta mới biết được nó chết. Còn con tụ này thì không chết đâu, nó phồng thôi nhưng chắc vẫn đáp ứng được. Và nhiều bạn ấy bảo là lấy tiền theo con diốt này chẳng hạn lấy 10k khách. Mọi người, cái công sửa và công tìm ra ấy, mình đính chính cho mọi người với cái ban chết như này nhá, là đôi khi là các bạn thợ không biết lỗi ấy, là làm mãi không được, mất rất nhiều thời gian không được. Sau đó là khoảng 1-2 buổi làm mà họ mới tìm ra được chẳng hạn, thì họ sẽ lấy công gộp lên là cần lấy tiền. Hoặc họ không thể sửa được ấy, thì họ lại đi tìm mo họ thay thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều nhá mọi người nhá. Nên cái vấn đề là chỉ thay một con linh kiện thôi, hoặc là chúng ta chỉ hàn lại thôi mà nó đã được, đã xử lý ban lỗi cho người ta ấy, thì chúng ta có thể lấy 100.000, lấy 200.000, lấy 300.000, lấy 500.000 hoặc lấy 1.000.000, thì nó tùy từng khách, từng thợ họ lấy các bạn nhá. Còn với mình ấy, thì mình luôn lấy giá theo cái mức công sức mình bỏ ra như thế nào, không phải là rẻ cũng không phải là đắt, mà người khách người ta đến người ta lấy tivi người ta vẫn cứ cảm ơn mình bình thường, tức là họ trả tiền họ vẫn cảm ơn mình ok mọi người ạ. Bởi vì tại sao là tivi của họ hỏng mình đã sửa được cho người ta và cái giá người ta chấp nhận được các bạn nhé. Và tất nhiên là các bạn không thể là lấy được cái tiền sửa là bằng trị giá cái tivi được, chúng ta phải hiểu vấn đề như vậy nhé. Và khi mà bị hỏng nặng ấy, hỏng bo các thứ ấy, thì mình hay phải nói cho người ta ấy, của chị như này thì là với tiền như này, thì mình hay theo cái trò là khuyên khách thế này thế kia luôn, hơn là người ta rất là đồng ý với ý kiến của mình luôn các bạn nhé. Nên đây chúng ta sẽ thấy đây là một cái nghề sửa chữa các bạn ạ. Nên mình đang muốn nói cho mọi người về cái vấn đề là nhiều ông thợ thì cái tính khôn nổi hoặc tính vớ vẩn này cứ nghĩ là mình đang dạy dân. Đấy, mình dạy dân đấy. Nếu mà cái người dân ấy, tức là cái người đang sử dụng cái tivi này này mà biết cái con này mà chết đúng con diốt này thì thay được mình cho tốt, nhưng mình nghĩ là có thay khi nó chảy bởi vì nó hỏng chỗ khác. Mình hay nói cho mọi người rồi, hỏng hóc nó sẽ là khác nhau. Đến mình còn đầu tiên mình còn phán đoán là tưởng là lét lỗi cơ. Mọi người nhá, tưởng lét lỗi nhưng cuối cùng ấy, mình kiểm tra không lét không lỗi.
thì do đó mình mới khoanh vùng trở về và nó quay trở lại cái khối nguồn và nó đã chết đi con này nhá mọi người nhá. Và như mình nói rồi ấy, là cái kinh nghiệm sửa chữa của mình ấy, thì mình tìm nó nhanh. Như nếu mà bạn thợ có người trình độ non này hoặc chưa có kinh nghiệm ấy, thì họ tháo ra họ đo không chết, họ lại lắp lại, thế là họ lại kiểm tra binh bành bất khác, mất hết thời gian này, hết buổi này các buổi kia không được, sau đó cuối cùng ấy, họ lại thay bừa chẳng hạn, lại thay đúng con này, thế là con này nó lại chạy chẳng hạn, thì đôi khi là người ta cũng sửa được nhưng người ta đã bỏ rất nhiều thời gian ra, thì tất nhiên là lúc đấy người ta phải lấy công nhiều hơn bởi vì cái thời gian người ta bỏ ra nhiều hơn rồi, nhưng vấn đề mình thì bỏ ra ít hơn nha. Tôi hơi nói lằng nhằng, mình có phải là nhà thuyết trình gì đâu mà nói. Video cũng kết thúc nhá, mình đã có thu nhập. Chào tất cả các bạn nhé.